Dù có đau khổ tuyệt vọng thế nào cũng phải chấp nhận bốn sự thật này. Trong cuộc sống này sẽ không ai quan tâm đến những nỗi buồn hay sự uất ức của bạn, không ai để ý đến những nỗi cô đơn của bạn, chính bạn phải tự lo cho bản thân mình. Vậy nên khi đối diện với thực tế, những chuyện đau lòng hay sự uất ức, chúng ta cần phải biết chấp nhận rằng mọi thứ trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của chúng ta. Nếu bạn không thể thay đổi được sự vật, sự việc, vậy thì bạn nên học cách chấp nhận nó là điều dĩ nhiên trong cuộc sống này. Có khi có ai đó thất kính với bạn, buông những lời trách mắng cay độc trước mặt bạn, liệu bạn có thể thay đổi được gì không? Đương nhiên là không thể, vậy thay vì buồn bã, bạn hãy học cách chấp nhận nó, xem đó là một bài học cuộc sống để bạn có thể phấn đấu cho người kia biết rằng họ đã sai lầm khi làm như vậy với bạn. Khi bạn bị một ai đó lừa gạt, bạn sẽ rất bực tức và đi vạch trần bộ mặt thật của họ, nhưng bạn cũng đâu có thể thay đổi được sự thật rằng họ đã lừa bạn hay không. Tất nhiên là không thể, vậy thay vì bực bội khiến bạn sẽ trông già nua và xấu xí, hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận sự thật rằng vì bạn có giá trị nên những người đó phải bỏ công sức, thời gian ra để lừa gạt bạn, cũng là bài học đáng nhớ cho bạn suốt cả cuộc đời về sau. Khi ai đó nói xấu bạn, bạn biết được và tranh luận với họ, xảy ra xích mích lớn hơn khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó. Sau tất cả những chuyện đó, liệu bạn có thể rửa sạch được ác ý mà họ đã nói về bạn không? Tất nhiên là chuyện không thể. Cuộc sống luôn là như vậy, con người chúng ta không bao giờ hoàn hảo 100% và chúng ta không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau. Những người ghét bạn, nói lời cay độc với bạn thì tai họ là người nghe đầu tiên. Khi những người thân yêu của bạn vì một số lý do gì đó không may rời xa bạn đột ngột, bạn đau khổ tột cùng, kêu trời trách đất, những sau đó tất cả đều vô vọng, bạn buồn bã và họ cũng mãi mãi không trở lại. Vậy thì hãy chấp nhận hiện thực đau buồn đó, sống một cuộc sống như vậy, có đoàn tụ thì có ly tán, có hợp ắt sẽ có tan. Và sau đây là bốn sự thật trên thế gian này, có thể bạn không muốn nghe nhưng sẽ giúp bạn nhìn nhận lại về bản thân để có một cuộc sống thành công hơn. 1. Vạn sự đều vô thường. Vô thường sinh khổ, nhưng nếu không có vô thường thì chưa chắc cuộc sống đã đáng sống. Nhận biết vô thường không phải để than khóc hay lo lắng, mà hiểu rằng đó là quy luật tất yếu. Vô thường bao gồm thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thân vô thường là sự thay đổi của cơ thể vật lý của ta. Lúc sinh ra ta là em bé, lớn lên bệnh tật rồi chết đi. Ngày hôm nay ta là em bé, ngày mai ta đã là thanh niên, ngày nay ta là cô gái xinh xắn, ngày mai ta đã là bà già. Hôm nay ta có một cơ thể khỏe mạnh thì cố gắng mà luyện tập gìn giữ, nhưng nếu ngày mai ta mỗi già đi và thậm chí đổ bệnh nằm liệt giường thì đó cũng chỉ là một quy luật của cuộc sống, không có gì là bất công ở đây vì mọi người đều phải tuân theo quy luật này. Tâm vô thường, tâm của chúng ta liên tục thay đổi bởi thông tin thu nhập được từ lục giác, từ vui vẻ chuyển sang đau buồn, từ hạnh phúc chuyển sang chán nản, từ căm ghét chuyển sang yêu thương, từ hừng hực sức sống chuyển sang mệt mỏi. Khi ta đang vui, ta biết rằng ta sẽ không vui mãi. Khi ta buồn, ta biết rằng ta sẽ không buồn mãi. Phút giây này ta cảm thấy ta có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng phút giây tiếp theo ta có thể sẽ cảm thấy tự ti, chẳng thể làm được gì cho ra hồn. Việc chúng ta phải làm sau cho tâm của ta thật tĩnh, không vui sướng quá mà không đau buồn quá. Chúng ta phải nuôi dưỡng những cảm xúc tốt. Khi cảm xúc xấu xuất hiện, ta cứ cảm nhận nhưng đừng hành động vội vàng theo những cảm xúc xấu. Ta biết rằng rồi cảm xúc đó cũng sẽ trôi qua mà thôi. Ngoại cảnh vô thường, mọi sự xung quanh ta luôn luôn biến đổi, chẳng qua là ta không để ý mà thôi. Vợ con ta, hàng xóm ta, đồng nghiệp ta, cái xã hội này, mọi thứ đều thay đổi. Cuộc đời của con ta chắc chắn sẽ khác cuộc đời của ta ngày hôm nay. Hoàn cảnh thuận lợi ta đang gặp
cũng sẽ không ở đó mãi. Hoàn cảnh khó khăn cũng không ở đó mãi, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Vì ta biết rằng mọi thứ xung quanh sẽ luôn biến đổi, nên ta phải giữ cho mình một cái tâm bình an, đừng tiếc nuối, căm ghét, tức giận khi một cái gì đó không còn ở đó nữa. Vợ ta sẽ già đi, con ta sẽ lớn lên, hàng xóm ta cũng không phải ai cũng dễ chịu. Cái xe mà ta yêu thích rồi sẽ hỏng, tiền của chúng ta sẽ mất. Hiểu biết về vô thường không phải là để ta đưa ra quyết định an phận thủ thường, chẳng cố gắng bất cứ cái gì vì quan niệm rằng chẳng ích gì khi nỗ lực để đạt được một thứ gì đó rồi thứ đó lại mất đi. Hiểu vô thường để chúng ta biết cái gì đó là quý giá trong cuộc đời, biết rằng cái gì đáng để chúng ta cố gắng nỗ lực, biết chấp nhận những nghịch cảnh, biết không tự cao tự đại khi giàu có quyền thế, biết không tự ti khi nghèo hèn. 2. Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Không có gì trên đời này là mãi mãi, tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi. Khi các nếp nhăn xuất hiện, người ta đến bên ta, yêu ta rồi cũng bỏ ta đi bất cứ lúc nào. Hôm nay chúng ta có thể đang sống, nhưng rồi ngày mai cũng sẽ phải chết đi. Quy luật muôn đời là như vậy. Thay vì chán nản, chúng ta nên vui mừng và cảm ơn rằng mình đã được sống một cuộc sống của ngày hôm nay. Nếu cuộc đời cứ kéo dài mãi mãi, thì làm gì có điều gì trở nên đặc biệt? Bạn sẽ sao hiểu được sự trân trọng khi biết được cảm giác mất đi. Thời gian và sự kết thúc làm cho mọi thứ trở nên có giá trị. Vậy nên hãy sống trọn từng giây bởi cuộc sống này ngắn lắm. 3. Sống ở đời, có hợp ắt có tan. Đời người quá ngắn, phút giây trùng trùng, thật đáng quý. Đáng quý hơn cả là bởi nó sẽ chẳng được bền lâu. Tan tan hợp hợp là lẽ thường của sự đời. Cha mẹ không để ăn đời ở kiếp cùng ta. Bè bạn dù thân thiết đến mấy, có khác gì một tầng mây tụ hồi rồi tan đi. Người yêu tuyệt vời thề nguyện trăm năm rồi một sớm mai cũng khuất mờ theo sương gió. Trên chặng đường đời của mình, chúng ta sẽ luôn phải đối diện với những cuộc tụ họp rồi chia ly như thế. Ta sẽ phải kinh qua hết thảy những chén rượu tương phùng cho đến những sân ga tiễn biệt, mà xét đến cùng tất cả đều không nằm ngoài hai chữ duyên phận. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. 4. Ai rồi cũng phải chết. Nghe có vẻ bi kịch nhưng sự thật là thế. Bạn không thể phủ nhận rằng tất cả những người xung quanh, kể cả chính bạn, đều có thể kết thúc cuộc sống bất cứ lúc nào. Nhiều người thường coi thường tình cảm của người yêu quý mình, xem đó là điều hiển nhiên không quan trọng, để rồi khi nhận ra họ phải ra đi, họ không còn ở cạnh chúng ta nữa, đến lúc ấy mới sống trong dằn vặt tiếc nuối. Bố mẹ, ông bà hay bạn bè chúng ta đều không biết họ có thể ở bên cạnh mình bao lâu nữa. Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi về cho bố mẹ mình? Nếu không, đừng ngần ngại mà gọi ngay về cho họ. Hãy quan tâm họ khi còn có thể, bởi vì bạn biết đấy, không có gì là mãi mãi. Mối quan hệ xung quanh là những gì tốt đẹp mà chúng ta có, vậy nên hãy trân trọng khi còn có cơ hội. Cuộc sống bộn bề hiện nay, con người đang mải lao đầu vào việc tìm kiếm những thứ xa xỉ mà quên mất điều sâu thẳm trong trái tim mình. Con người đang dần dần tự biến mình thành những cỗ máy vô cảm, sống giữa cái xã hội xô bổ ấy. Ta cần có một nốt lặng để giúp mình tìm tất cả những gì trong cuộc sống này thật giản dị để tâm hồn ngập tràn yêu thương. Bạn có bao giờ từng nghĩ con người ta luôn cho rằng hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất? Nhưng có mấy ai trả lời được hạnh phúc thật sự là gì và thứ thật sự mỗi người đang muốn tìm kiếm trong cuộc đời này là gì? Chính vì vậy, có lẽ những giây phút nhỏ nhoi và bình dị trong cuộc sống ở hiện tại chính là thứ mà chúng ta cần và đáng để trân trọng nhất. Sống chậm lại để cảm nhận những gì tốt đẹp của cuộc đời này. Tâm hồn con người cần được vun trồng bởi thế giới hình ảnh và những tâm tư, tình cảm tác động qua lại giữa ngoại cảnh và con người. Sống chậm lại, đó cũng là lúc
để mỗi người nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh. Sống vội vã gây cho con người áp lực, căng thẳng và làm khô héo tâm hồn. Bản thân mỗi người hãy sống chậm một chút để ta có thể trao tình yêu thương cho mọi người. Một ánh mắt nhìn, một nụ cười thân thiện hay một cái siết tay trìu mến cũng đủ làm ấm lòng những trái tim đang buốt lạnh. Sống chậm lại cũng là để ta lấy lại cân bằng trong cuộc sống, và nó sẽ cho ta những khoảng lặng riêng tư với chính mình, rồi từ đó ta biết suy nghĩ và trân trọng những gì đã qua. Biết sống chậm lại sẽ giúp cho tâm hồn mỗi người sẽ trở nên thâm trầm, sâu sắc, tinh tế, chín chắn và trưởng thành hơn. Sau đây là những thứ chúng ta đánh mất giữa vòng xoáy cuộc đời. Cái mất thứ nhất, yên lòng. Khi chúng ta còn bé, dù sống trong cái nghèo đói, thiếu thốn, nhưng luôn được cha mẹ dạy dỗ những điều hay lẽ phải, đối biết nhân xử thế với mọi người. Vậy nên con người sống với nhau bằng tình cảm, quan tâm đến mọi người, không lo trộm cắp hay mất mát gì trong nhà. Mặc dù không có quạt máy hay điều hòa, nhưng bây giờ như chúng ta vẫn cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành từ thiên nhiên. Còn bây giờ thì phố xá đông đúc, nhà cửa san sát nhau, làm con người ta cảm thấy khó thở. Dù có ngôi nhà bây giờ đã cao cổng, kín tường, nhưng vấn nạn trộm cắp vẫn diễn ra, càng phức tạp và khó quản lý. Còn con người thì sống thờ ơ lạnh nhạt với nhau. Cái mất thứ hai, nhiệt tình. Chúng ta thường nghe bố mẹ dạy rằng bán anh em xa mua láng giềng gần. Như vậy cũng đủ biết được tình cảm láng giềng dành cho nhau gần gũi, thân mật như thế nào. Mỗi khi nhà nào có chuyện thì tất cả mọi người trong xóm đều đến và chung tay giúp đỡ. Thế nhưng ngày nay lại ngược lại hoàn toàn, dù là thành thị hay nông thôn, sống cùng trong một cộng đồng, thậm chí sát nhà nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết nhau, thường thì ai biết nhà đó, và khi có công việc thì cũng chỉ có anh em trong gia đình đến giúp đỡ. Cái mất thứ ba, sức khỏe. Ngày xưa chúng ta được sống trong môi trường trong lành, hòa mình cùng với thiên nhiên, ăn uống những loại thực phẩm sạch, tươi ngon do chính tay mình trồng hoặc đi bắt được. Vậy nên con người chúng ta luôn luôn khỏe mạnh và ít gặp những căn bệnh hiểm nghèo. Ngày nay thị trường thực phẩm ngày càng biến động, cá thì rất to, rau thì xanh non. Thế nên hầu hết chúng ta đều nơm nớp lo sợ rằng những loại thực phẩm này chứa đầy những hóa chất nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Vậy nên ngày nay số người chết vì các bệnh ung thư ngày một gia tăng đến chóng mặt. Cái mất thứ tư, an toàn. Khi còn nhỏ, chúng ta có thể thoải mái vui đùa với những trò chơi tự nghĩ ra, tụm năm tụm ba đi khắp nơi mà không cần bố mẹ trông nom, quan sát và không sợ nguy hiểm rình rập. Thế nhưng xã hội ngày nay ngày càng phức tạp, khiến con người chúng ta dần bị tha hóa, mất đi nhân cách. Có thể thấy đường phố rộng rãi, xe cộ đông đúc khiến cho trẻ em vui chơi mất an toàn. Bên cạnh đó, những vụ ấu dâm ngày một gia tăng. Không những thế, tình trạng bắt cóc trẻ em cũng là một vấn nạn đáng báo động. Cái mất thứ năm, náo nhiệt. Chúng ta thấy ngày xưa nếu gia đình nào có chiếc tivi đen trắng thì quả thật là một điều quý báu với chúng ta. Cứ tối đến thì cả xóm lại cùng nhau quây quần lại, trẻ con thì thoải mái nô đùa cùng nhau, cảm giác thật náo nhiệt. Ngày nay với công nghệ hiện đại, cuộc sống con người cũng được nâng cao, từ người già đến người trẻ, ai cũng có một mình một chiếc điện thoại đời mới, rồi đi đâu cũng kè kè cái điện thoại bên mình. Mỗi khi gặp mặt bạn bè, thay vì trò chuyện náo nhiệt với nhau, thì mỗi người lại lấy điện thoại ra, dùng mỗi người một việc, không ai liên quan đến ai. Cái mất thứ sáu, hoài niệm. Khi còn bé, tiệm chụp ảnh không nhiều lắm, một năm cũng cùng lắm chỉ được đi chụp ảnh một vài lần. Mỗi tấm hình đều rửa ra thì mới xem được, cho nên ai cũng cho vào khung ảnh rồi gìn giữ thật cẩn thận kỹ càng. Mỗi lần lấy ra xem đều là ngập tràn những ký ức. Còn với xã hội ngày nay, khi có vài năm không đến tiệm chụp ảnh vì camera, điện thoại, iPad lúc nào cũng ở bên người, tự chụp, chụp đồ ăn, chụp phong cảnh, vân vân. Đôi khi chụp nhiều đến nỗi đầy cả bộ nhớ, nhưng
những hồi ức hay những lưu niệm thực sự thì chẳng có mấy. Cái mất thứ bảy, thỏa mãn. Ngày xưa trẻ con chúng ta chỉ có một chút quần áo với những màu sắc đơn giản, hơn nữa quần áo ít khi được mua mới, tất cả đều sử dụng lại của anh chị trước để lại. Thế nhưng với mỗi chúng ta, chỉ bấy nhiêu thôi quần áo cũng đủ cho chúng ta mặc và nâng niu nó như một thứ bảo bối rồi. Còn ngày nay thì quần áo có đủ loại, màu sắc đều, đến kiểu dáng, tủ quần áo thì luôn đầy ắp nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu quần áo phù hợp để mặc. Cái mất thứ 8, đơn giản. Khi còn bé, những thứ đồ chơi của chúng ta không nhiều, mới một đồ chơi đều rất đơn giản và không tốn quá nhiều tiền đỉnh, như nhảy dây, những bộ nồi đồ ăn nấu tự chế bằng đất, thậm chí là những viên sỏi. Những loại vật dụng này tuy không phong phú về mẫu mã và màu sắc, nhưng chúng ta vẫn vô tư chơi với nhau cả ngày mà không biết đến chán. Còn xã hội ngày nay thì phát triển ngày mạnh mẽ, khiến những trò chơi đó ngày càng bị mai một. Thay vào đó, những trò chơi bằng điện tử hay những trò chơi trên điện thoại di động vô cùng đắt tiền và mất thời gian. Cái mất thứ 9, tự do. Ngày xưa mỗi chúng ta khi đi xem tivi hay xem những lần chiếu phim hiếm hoi ở xã thì trẻ em trong thôn xóm lại nô nức chuẩn bị tối đến ở cùng nhau, tụ tập đi xem phim cùng nhau. Rạp chiếu phim thường ở sân bóng, với những ai mà đến muộn thường không còn chỗ ngồi thì lại rủ nhau trèo lên cây hoặc những bức tường gần đó để xem. Ngày nay rạp chiếu phim ngày càng nhiều, phim 3D, phim Hollywood tha hồ tuyển chọn, xếp hàng mua vé, chọn vị trí trên mạng hết sức tiện lợi dễ dàng. Tuy nhiên khi đến xem, người ngồi bên cạnh là ai cũng không biết, toàn là khách đến xem xong rồi ai về nhà nấy. Cái mất thứ 10, chân tình. Ông nội lấy bà nội chỉ cần nửa đấu gạo, hay bà lấy mẹ cũng chỉ cần nửa con trâu, chỉ cần vậy là có thể kết hôn, nhận một tờ giấy đăng ký kết hôn rồi mở một tiệc rượu là xong. Đồ ăn cũng chỉ vài món đơn giản nhưng thật sự rất vui vẻ, rồi cứ vậy sống hạnh phúc với nhau, chẳng biết đến khái niệm người tình bổ nhí là gì. Ngày nay lễ cưới xa hoa, tiệc tùng đình đám, tuy nhiên nhiều đôi lứa sống với nhau dăm bữa nửa tháng đã chán trường, thậm chí còn ngoại tình, đánh ghen, hầu như nơi nào cũng có.